mọi người ơi mọi người ơi đã có tin giật gân xảy ra nữa rồi đó là diễn viên hoàng anh đã ly hôn với vợ nhưng cái nguyên nhân sâu xa vì đâu vì sao lắng nghe đoạn clip sau đây và mình cùng phân tích nghe người vợ đã lên tố chồng mình như thế nào và cái quan trọng là mọi người cùng tìm hiểu coi là nguyên nhân vì sao hai người đã chia tay sớm đến như vậy anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để Reese phải nên căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé. Các anh chị ơi, cái thông tin mà Hoàng Anh đã chính thức ly dị vợ là có thật nha. Nhưng câu chuyện xảy ra như thế nào Tại sao người vợ lại lên tố chồng mình quá sớm đến như vậy? Vợ cũ tố diễn viên Hoàng Anh bội bạc là dùng cô để sang Mỹ, đồng thời thông báo cả hai đã ly hôn sau 3 năm. Các anh chị biết không, mỗi khi mà có một cuộc ly hôn thì có rất là nhiều lý do sâu xa ở trong đó, chứ không phải vì một cái lý do đơn giản vợ cũ thì đang tố là hoàng anh lợi dụng cô ta để được sang mỹ thì mình là người đứng kẻ giữa mình không biết chính xác mình chỉ phân tích thôi nha mình phân tích xong đôi thôi còn cái sự tình chính xác như thế nào thì chỉ có người trong cuộc lên tiếng mình mới biết mà thôi Hiện tại thì cô ta nói là anh ta lợi dụng để được sang Mỹ. Thì theo mình với một người diễn viên như Hoàng Anh lúc đó vừa trẻ vừa đẹp vừa nổi tiếng thì có rất 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 là nhiều người Việt kiều muốn lấy anh làm chồng chứ không phải chỉ có cô Quỳnh Như này. Nếu để lợi dụng một người nào đó sang Mỹ thì Hoàng Anh sẽ lấy những cô gái trẻ đẹp giàu sang khác chứ không phải Quỳnh Như. Tại vì ngay từ đầu khi Hoàng Anh quyết định cưới Quỳnh Như là mọi người đã phê phán rồi Nói là Quỳnh Như vừa già vừa xấu vừa lùng Không xứng đáng với Hoàng Anh mà Hoàng Anh một mực là phải lấy cho được người vợ này nói là người vợ này tốt Biết lo lắng cho gia đình thương cha mẹ anh ấy cho nên là anh ấy mới lấy Thì theo mình hoàng anh cưới quỳnh như là từ cái lòng thật của mình chứ không phải là tại vì muốn sang mỹ định cư mà lấy cô gái này tại vì hoàng anh có quá nhiều cô gái để lấy để được sang mỹ định cư chứ không phải là một người con gái xấu xí như vậy cho nên bây giờ người vợ tố hoàng anh lấy cô ta chỉ vì muốn sang mỹ định cư thì mình nghĩ có một cái gì đó sai sai chứ không có phải là đúng như vậy nhưng mà cùng nghe tiếp nha. Vào ngày 8 tháng 12, mới đây thì Quỳnh Như đã đăng một bức tâm thư rất dài thông báo là hai người đã chính thức ly hôn. Quỳnh Như còn tố Hoàng Anh là một người chồng vô trách nhiệm. Quỳnh Như thẳng thắn bày tỏ, khi em nhận lời làm vợ anh rất nhiều bạn bè, người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kỹ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, phương tiện để sang sứ cầu hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em đã phản bác cãi lại, và thậm chí giận dỗi họ vì cho rằng họ nghĩ xấu cho anh. Và quan trọng nhất là em tin vào chồng mình. Giờ đây anh đáp lại sự tình yêu và tôn trọng của em, bằng sự phủ phàng và nhẫn tâm đến vậy sao anh? Đáng chú ý, Quỳnh Như cho biết Hoàng Anh đã đơn phương nộp đơn ly hôn vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Cô cũng ngầm ẩn ý chuyện chồng cũ có người mới khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Chuyện Hoàng Anh có lợi dụng cô Quỳnh Như này không thì mình không biết chính xác nha. Cũng như mình đã nói là Hoàng Anh có rất nhiều cơ hội để qua Mỹ chứ không phải chỉ có Quỳnh Như mới là người muốn lấy Hoàng Anh. Nhưng mà trong cuộc chia tay này thì mình nhìn thấy có một cái điểm mà mình thấy là hết sức thất vọng về cô Quỳnh Như này. Hôm nay là chị Như, Trời ơi, cái gì mà lễ tiệc 4 lỗi năm lỗi mặc quần đùi giá ba lỗ vậy. <laughs> Hello cả nhà, đi qua Mọi người thấy sao ạ? À? Một buổi tiệc lớn ở trong gia đình mà cô ấy mặc cái quần cục mặc cái áo thun. Đúng là có hiệu thiệt đó, hiệu Adidas. Nhưng mà có đáng để mặc một bộ đồ này trong cái buổi tiệc của gia đình mình hay không? Đặc biệt Hoàng Anh là một người nổi tiếng một số người thì nói là ô người ta tự nhiên thoải mái bình thường không xe xua đúng nhưng không phải lúc nào cũng tự tin quá đà như vậy không có một người phụ nữ nào xấu hết chỉ có một người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình hay là người phụ nữ quá tự tin về bản thân mình cái bộ đồ này chỉ thích hợp cho đi tập thể dục mà thôi chứ không có phải là cái bộ đồ này đủ sang trọng đủ lịch sự để tiếp khách để ăn tiệc trong gia đình của mình đặc biệt mình đã kém sắc hơn chồng mình rồi nhìn thấy mình già xấu hơn chồng mình rồi thì mình phải cố gắng nỗ lực làm một cái gì đó chẳng hạn như những cái đầm xinh xắn tóc tai mặt mài đẹp đẽ hàng ngày đâu có phải là mình quá xấu đâu nhưng mà mình quá tự tin cho bản thân mình và mình không học hỏi cái cách ăn mặc của người khác. Hoàng Anh thương cô ấy nhiều là trong thời gian đầu thì nghĩ cô ấy thương yêu mẹ mình, lo lắng cho mẹ mình, nhưng khi về ở với nhau rồi thì cái tình yêu á nó không có còn mãnh liệt như lúc trước nữa. Mình phải biết tự chăm sóc bản thân của mình mỗi khi cô ấy đi ra đường nhìn thấy cổ ăn mặc rất là tệ không có cái quần cái áo cái đầm nào mà mình cảm thấy là đẹp để mà đi xong đôi với hoàng anh hết á bây giờ còn ngầm nói là hoàng anh có người mới thì mình cũng không biết là hoàng anh có người mới như thế nào nhưng mà những gì mình thấy từ cô gái này thì thật sự cô gái này không có nỗ lực Đặc biệt là mình đã chấp nhận lấy một người nổi tiếng trẻ đẹp như vậy Thì chính bản thân mình phải biết cần làm gì Chứ không phải lúc nào cũng nhìn xấu xí xề xòa giảng dị như vậy được Thì làm cho người chồng của mình chán mà thôi Cụ thể nội dung bức tâm thư của vợ cũ Hoàng Anh Cô không nhân nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt và Phúc nào cũng sẽ đến hồi kết ở những lúc chúng ta không thể nào ngờ được. Vợ chồng mình bên nhau đã 2 năm, em nghĩ khoảng thời gian không quá dài. Nhưng đủ để vợ chồng mình nắm tay nhau vượt qua mọi cay đắng ngọt bùi. Em chưa từng nghĩ sẽ làm vợ một diễn viên nổi tiếng, một ngôi sao. Nên đâu thể ngờ những áp lực của sự soi mối, chỉ trích. Cân đo đông đếm về ngoại hình, nhan sắc mà những fan của anh nhìn em đặt lên vai em. Đơn giản em chỉ muốn là một người vợ toàn tâm toàn ý yêu chồng, vun vén cho gia đình nhỏ của mình, Em cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với một ngôi sao của công chúng. Từ sự tự ti về bản thân, em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ khi thấy anh quay chung với bạn diễn. Đây cũng là một cái thông tin đáng chú ý. Đó là tại vì mình có bạn và quen với hai vợ chồng của người này kể lại cho mình biết là Quỳnh Như rất 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 là ghen mà cũng đúng thôi tại vì mình lấy chồng vừa đẹp trai vừa trẻ và vừa là diễn viên nổi tiếng nữa thì ghen là chuyện bình thường nhưng nếu như người ta khôn người ta ghen thì người ta sẽ lo chăm sóc mình đẹp hơn và ăn mặc đẹp hơn để xứng đáng với chồng của mình nhiều hơn còn đằng này ghen mà lòng lộn lên mỗi ngày thì cái người chồng người ta cũng rất là nản nha là vợ dĩ nhiên em phải sốt phải lo vì yêu nên em muốn anh hãy gác một chút cái tôi cá nhân để em thấy được sự an toàn điều đó là sai sao ạ không qua chương trình này vẫn có biết bao chương trình khác không có bạn bè đồng nghiệp này anh vẫn còn biết bao người yêu thương mình thì các anh chị cũng nghe thấy rồi đó là cô này có thể là quá ghen cho nên là không muốn cho chồng mình quay cái cảnh này quay cái cảnh kia quay clip này quay clip kia hay là cũng không cho bạn mình chơi với người này hay là chơi với người khác đó cũng có thể là những cái áp lực mà hoàng anh gánh chịu cho nên có thể là hai người không có hợp nhau nữa đó là lý do tại sao mà hoàng anh đã bỏ nhà đi hai tháng và sau đó thì không có giải quyết được và phải nộp đơn ly dị Em hy vọng anh sẽ một lần vì em hạ cái tôi Nhưng anh lại chọn cách bỏ nhà đi hai tháng mà kể em và con không mang Trái tim em trải qua từng cơn đau khi bé nu nhớ anh Em phải hạ cái tôi, gạt sự diện để nàng nỉ anh Nhắn cho anh từng tin nhắn rút hết tâm tư Trả lời phỏng vấn báo chí để gửi lời xin lỗi đến anh Vì em mong anh có buồn em, cũng hay nghĩ đến con gái Nghĩ đến tình yêu em dành cho anh mà hồi đầu trong lòng em giận nhiều, nhưng thương cũng nhiều. Còn gia đình em, bố mẹ em dù không chấp nhận chuyện anh bỏ đi, buông rơi trách nhiệm của người làm cha và làm chồng. Nhưng bố ruột của em vẫn hạ mình nhắn tin gọi điện để khuyên anh quay về. Và nói chuyện rõ ràng, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Anh mãi mê đi quay, đi chơi cùng bạn bè. Anh nhớ không ngày lễ tạ ơn, em một mình lái xe cho con gái đến nhà bạn anh. Và gọi anh ra để em và con gặp anh. Nhưng anh đã bảo bạn anh ra chụp ảnh mẹ con em. Và nhất quyết không ra nghe đến cái đoạn này thì mình cảm thấy là hoàng anh ứng xử quá đáng tại vì dù có sẽ ly dị sắp ly dị hay là đã ly dị gì cũng vậy nhưng mà nếu vợ mình đã chở con mình đến để cho mình gặp thì ít nhất mình cũng phải ra để gặp đâu có phải chia tay nhau là hết, đâu có phải ly dị nhau là sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau một lần nào nữa trong đời. Tại sao lại ứng xử như vậy? Đem con tới mà hoàng anh lại kêu là người bạn đã chụp hình con mình đưa cho mình thôi, nhưng mà lại không có muốn ra gặp. thì bên trong sự tình là như thế nào? Cãi vã dữ lắm hay sao, đánh đập dữ lắm hay sao, thù hận dữ lắm hay sao Mà đến nỗi mà không chịu bước ra để gặp một vợ mình và con mình Cái đó là không đúng Hoàng Anh xử sự, sự như vậy là quá tệ Sự tư tôn của em vô cùng tổn thương Nhưng em vẫn ráng ngán lòng và nghĩ Chắc anh đang giận thôi, qua cơn giận dỗi anh sẽ về mà Mỗi ngày em đều hy vọng và nghĩ về điều tích cực Vì sao anh biết không? Em luôn tin anh là người tốt, là người đàn ông có trách nhiệm. Người cha yêu thương con như những gì anh từng nói với báo chí. Tất cả những lời hoa mỹ anh đã chia sẻ, anh có còn nhớ không? Hay anh chỉ nói cho được tiếng thơm, chứ mọi hành động của anh đều trái hết lời anh nói. Niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sập đổ. Khi em nhận được đơn ly hôn từ tòa án ghi rõ ngày 30 tháng 10, anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình sang ở nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu hết lòng hết dạ người chung chăn gối. Thôi thì duyên đã hết tình cũng cạn, anh đã không còn nghĩ đến con, phủ với tình nghệ vợ chồng, em cũng nuốt đắng chấp nhận, em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình cũng không biết chính xác là Hoàng anh có người mới hay là không, nhưng nếu Hoàng anh có người mới vì lý do chán vợ mình, thấy vợ mình xấu, vợ mình già, vợ mình ăn mặc không đẹp thì đó là Hoàng Anh hoàn toàn có lỗi vì trước khi lấy cô ấy là cô ấy đã như vậy rồi và Hoàng Anh có lên trả lời báo chí là Hoàng Anh thích cái cách cô ấy và ăn dị như vậy, mộc mạc như vậy, mặc đồ quê cọt như vậy cái đó là Hoàng Anh thích như vậy. Thì nếu như bây giờ hoàng anh muốn vợ mình thay đổi thì hoàng anh phải là người tư vấn cho vợ mình phải hướng dẫn cho vợ mình cái cách ăn mặc làm sao để được đẹp hơn theo ý mình chứ không phải đi ra đường rồi thấy nay thì người khác chê vợ mình mai thì nghe người khác nói vợ mình cho nên nó là mình nản thì đúng thiệt thì đi đâu mà cũng nghe người ta chê vợ mình hết thì mình cũng nản thiệt nhưng cái đó mình đã chấp nhận từ đầu chứ không phải là cô ấy mới xấu đây cô ấy đã như vậy từ trước rồi thì hoàng anh không được bỏ cô ấy để cặp kè với người mới chỉ vì cô ấy xấu cô ấy không biết sửa soạn cô ấy không biết mặc đồ thì cái đó là mình hoàn toàn không chấp nhận nha nhưng bây giờ thì bên trong sự tình mình không biết chính xác là cái người chồng này với cái người vợ này chia tay vì cái lý do gì hoàng anh tốt nhất là phải lên và nói một cái điều gì đó đặc biệt là cái lý do để mà mình chia tay còn nếu không thì cộng đồng mạng sẽ vào và chửi banh sát là tại vì mình ham người đẹp để bỏ người xấu và cũng như là mình qua cầu rút dáng dắt chanh bỏ vỏ nếu như hoàng anh im lặng thì hoàng anh sẽ chịu những tiếng xấu đó tại vì cô ấy đã lên tố như vậy rồi thì hoàng anh phải biết cách để làm cho mình khỏi bị tai tiếng như vậy còn nếu như hoàng anh im luôn thì đó là cái cách chọn lựa của hoàng anh nhưng ở đây thì mình muốn khuyên tất cả đặc biệt là những người phụ nữ nên biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đừng nên nghĩ là ô tôi xề xòa như vậy quen rồi Tôi tự tin như vậy quen rồi, không bao giờ. Tại vì mình đã không đẹp rồi thì cái quần, cái áo nó làm cho mình đẹp hơn nha. Không cần giàu lắm đâu, nếu như mình không có tiền để mình mặc đồ hiệu, mắc tiền, những hiệu rẻ tiền cũng vẫn đẹp nếu như nó đẹp trong cái cơ thể của mình và cố gắng mình phải xem coi là những cái người mà người ta có cái thân hình giống như mình chẳng hạn như mình mập mình lùng thì mình nên xem coi lại những người mập những người lùng khác người ta mặc như thế nào nếu như mình cao mình đẹp thì mình nên xem coi lại những người khác người ta cao người ta đẹp như vậy đó người ta mặc đồ như thế nào mình bắt chước người ta để mà mình được đẹp hơn hàng ngày dù mình có ba chục bốn chục hay là năm chục hay là sáu chục gì mình cũng có cái cách để mặc đồ để đẹp lên hàng ngày chứ đừng có tự tin quá đáng mặc những bộ đồ mà nhìn thấy ôi thấy chán muốn chết luôn à đi ra đường mình nhìn thấy nó không có đẹp gì hết trơn đặc biệt là người chồng của mình hay là người vợ của mình là những người mà thích ăn mặc đẹp những người trẻ đẹp nổi tiếng nữa thì mình càng phải nghĩ về vấn đề đó nhiều hơn nếu như Quỳnh Như có nghe được những lời chị Angie nói hay là người thân của Quỳnh Như nghe được những lời Angie nói thì nên thay đổi bản thân mình đừng nên quá tự tin đừng nên mặc những bộ đồ nhìn thấy nó xốc xết nó không có sang trọng nó kém duyên mà mình lại mặc trong những cái ngày tiệc như vậy là nó hoàn toàn không chấp nhận được còn bên trong sự tình hai người chia tay nhau vì lý do gì thì cái đó mình hoàn toàn không biết chỉ có nghe một số người nói là tại vì quỳnh như quá ghen vậy thôi còn thực sự như thế nào thì chưa biết được 100% Nhưng mà trong cuộc chia tay nào cũng có cái nguyên nhân của nó hết Và đừng bao giờ đem đứa con ra để nói là Ừ, anh phải à, có trách nhiệm với con Cho nên anh phải như thế này, anh phải như thế kia Đặc biệt là ở Mỹ mình thương yêu nhau đủ thì mình mới sống với nhau chứ không phải tại vì đứa con đừng mang đứa con của mình ra để nói ừ tại sao anh bỏ em đi hai ba tháng anh không có trách nhiệm anh không thương con này kia đó là tại vì người ta đã muốn vứt áo ra đi rồi thì người ta mới đi lâu như vậy còn nếu như vợ chồng mà giận nhau đó là một ngày hai ngày là đã quay về rồi chứ không có đi lâu đến như vậy khi đâu đi lâu đến như vậy là mình phải biết có chuyện xảy ra Chứ đừng có quá ngây thơ Nói là ồ anh đi rồi Tôi không biết tới lúc nhận được Cái đơn ly dị từ tôi mới biết Là không đúng Không có người chồng hay người vợ nào Mà bỏ đi tới mấy tháng không về Mà không nghĩ đến chuyện ly dị hết á à. Cho nên Cái quẩn khúc ở đây thì mình chưa có biết được Mình chỉ phân tích Phân đôi vậy thôi Trong cuộc tình nào khi chia tay cũng có những cái nỗi buồn, những cái niềm đau không thể nào tránh khỏi được hết á đặc biệt là trong cái trường hợp của quỳnh như rất 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 nhiều người đã thuyên đón từ đầu rồi nói cái cặp đôi này sẽ không bao giờ bền vững đâu tại vì họ có sự chênh lệch quá nhiều nhưng cả hai người họ đã rất tự tin để đến với nhau và cuối cùng rồi thì lại chia tay nhau một cách đột ngột như vậy thì mình cảm thấy hết sức là hối tiếc anh chị ơi, em làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để Reese phải nên căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho em chị nhé.